dương như vậy? Ta biến khai thiên ấn. Không thể nào chiến thắng tao được đâu. Sư phụ, cho tụi con vào nha. Đúng rồi, để tụi con giúp chấp với sư phụ. Sư phụ, con muốn học võ để sau này mạnh giống như người. Cái gì? Đó giờ mày có thấy sư phụ sử dụng sức mạnh lần nào chưa mà đòi mạnh giống như ổng? Trang phục của sư phụ rất ngầu, tóc dài hai mái, đó là dấu hiệu của một kẻ mạnh. Huynh đang làm cái gì vậy? Thì ta cũng tóc dài hai mái nè, như vậy có được gọi là mạnh không hả? Mạnh cũng mạnh nha. Mạnh à, cũng mạnh. Xin người hãy biểu diễn cho tụi con xem với dạ. Biểu diễn đi sư phụ. Biểu diễn đi sư phụ. Cái chiêu gì lại hại như vậy? Trời ơi. Sư phụ, dạy cho con đây. Con dạy cho con đây. Chiêu này có thể giúp các con tạm thời nhân sức mạnh lên gấp nhiều lần. Nhưng đổi lại, sinh mệnh của các con sẽ không ngừng bị thiêu đốt. Cái gì? Người ta sẽ chết, người ta mới học võ mà cái này tiêu hao sinh mệnh vậy trời. Đúng rồi, sư phụ không đâu. Cho nên, chiêu này chỉ sử dụng vào lúc cấp bách và để bảo vệ những người mà các con thật sự thương yêu. Dạ. Sư phụ đừng làm vậy. Sư phụ. Thôi đi, cứ đi rồi. Làm gì có đáng không? Đáng. Các con hãy nhớ rèn luyện và bảo vệ môi trường. Ta giao sứ mệnh bảo vệ người dân và vương quốc lên cho các con. Ừ.
không thể nào. Xin hãy nhận chúng con làm đệ tử. Được. Nhưng trước tiên ta muốn nghe ước mơ sau này của các con là gì. Thưa sư phụ, con muốn có năng lực trồng thật nhiều cây xanh để bảo vệ môi trường. Sư phụ, con muốn bảo vệ quốc. Sư huynh đệ, tại sao? Riêng con muốn giữ không khí được trong lành. Còn con muốn người dân luôn có nước sạch để uống. Sư phụ. Các con lại đây. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Dạ con cảm ơn. Con vậy mới mang rồi. Con cảm ơn sư phụ. Con cảm ơn sư phụ. Ta hy vọng với đôi giày này có thể đồng hành cùng các con chinh phục những ước mơ trong tương lai. Mày vô đi, mày vô. Con không nỡ xa thầy. Cũng đã đến lúc thực hiện lý tưởng của mình rồi các con à. Sư phụ, anh em tụi con sẽ hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt quái vật để cho người có thể sớm tiêu vào tự tại du lịch khắp nơi. Dạ đúng rồi, chúng con sẽ chăm chỉ rèn luyện và đoàn kết với nhau bảo vệ môi trường và vương quốc. Nhớ nhất định không làm sư phụ thất vọng. Được rồi, các con đi đi. Sư phụ đi đi. Sư phụ, thở lại học võ tiếp đi nè. Thôi đi. Sư phụ, sư phụ Tâm Ly đã hy sinh oanh liệt vì tất cả chúng ta. Và vì vương quốc này, chúng ta không thể nào để cho sự hy sinh đó trở nên vô nghĩa được. Mama nói rất đúng. Bây giờ các cậu phải mạnh mẽ hơn nữa. Lúc này là lúc chúng ta phải hợp sức cùng nhau tiêu diệt kẻ ác để bảo vệ cho người dân, bảo vệ cho vương quốc. Nhưng mà các anh cũng đừng có quá đau buồn nha. Việc em thấy mình nên làm hiện tại á, mình nên báo đáp cho sư phụ bằng cách mà sư phụ mong muốn ở các anh, đó là đồng tâm hiệp lực. Hiện tại người dân chỉ có thể trông cậy vào các anh thôi. Đúng rồi, tụi em sẽ luôn bên cạnh mọi người mà. Chúng ta về thôi. Không còn Tony, với sự lười biếng, ích kỷ và hèn nhát của các người thì cái vương quốc này cũng ngập toàn rác thôi. Và ta sẽ biến nó thành vương quốc của ta. Lúc đó không ai ngăn cản được đâu. Ta sẽ trở lại và lôi hải hơn xưa. Cha, cha nghe tiếng gì không? Hắn ta đã triệu hồi quái vật rác thải rồi.
triệu tập bốn tộc trưởng đến đây để bàn bạc. Nhanh lên. Điện lệnh của ta sơ tán người dân tới nơi tị nạn. Nhanh. Dạ. Ủa, tại sao lại như vậy? Chẳng phải quái vật cái thải đã bị sư phụ tiêu diệt rồi sao? Ui. Ôi, ông chú, ông chạy nhanh đi. Nguy rồi. Chúng ta hãy kêu gọi người dân chung tay đoàn kết để cứu lấy Dương Quốc. Đúng vậy, có rèn luyện thì đoàn kết mới chiến thắng được. Đi thôi, chúng ta không thể chậm trễ được. Mọi người, những ngày qua nhờ bốn tộc trưởng và người dân đã rất tích cực hỗ trợ. Không khí ở đây rất là trong lành. Ta rất là cảm kích và vui mừng. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một mối nguy hiểm luôn rình rập. Đó chính là quái vật rác thải và tiến sĩ Đơ. Mặc dù chúng ta rất tích cực để bảo vệ môi trường, nhưng mà sức mạnh của quái vật không hề suy giảm. Nguyên nhân là do tiến sĩ Đơ đã nhúng tay vào. Đúng vậy. Đây là tình huống cấp bách. Mà ta nghĩ chỉ có bốn tộc trưởng ngồi ở đây kết hợp lại với nhau mới có thể tiêu diệt được chúng. Nhưng mà ta nghĩ những ngày qua các tộc trưởng chắc cũng phần nào vất vả vì rèn luyện và điều động người dân. Ta biết điều đó cho nên đã chuẩn bị sẵn một thứ cho mọi người. Công chúa. Dạ. Phụ vương của ta đã có chuẩn bị trước rồi, cho nên là căn dặn ta đem tới cho mọi người. Đây là bảo vật của vương quốc quân siêu phàm. Mục đích đó là để bổ sung thêm năng lượng cho bốn vị tộc trưởng ở đây để chiến đấu cái ác mà. Mọi người lấy một hộp nha. Lấy một hộp đi. Cảm ơn. Cảm ơn công chúa. Ta cảm ơn. Cảm ơn công chúa. Sữa cồn chocola lúa bạch này không chỉ cung cấp thêm năng lượng cho bốn người chúng ta mà còn cung cấp thêm năng lượng cho bốn món bảo bối nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra hai đội. Một đội sẽ chiến đấu với quái vật rác thải. Đội còn lại sẽ chiến đấu với tiến sĩ Đơ. Còn gia đình nông dân sư phạm đã có rất nhiều năm kinh nghiệm để chiến đấu với tiến sĩ Đơ. Và lần này gia đình của chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì quái vật rác thải xin phép giao lại cho bốn tộc trưởng.
Khắc gì có ý kiến gì không? Quyết định vậy đi. Khoan, chúng ta chờ sẵn ở đây để đón đầu con quái vật. Nghe âm thanh từ lòng đất là ta biết nó đến rất gần rồi. Dễ ship cuốn phim bí nhãn quá. Đồng hồ cuốn nhãn năng. Bảo bình cuốn vô cực. Ảo giác cuốn siêu phạm. Bốn đặc trưởng ơi, hãy mau tạo ra dòng kết giới, nhốt con quái vật này lại đi. Ảo giác cuốn siêu phạm. Quyên. Bạn tộc trưởng à, bảo bố của các bạn được từ một nguồn lực do Tony tạo ra. Vậy thì chúng ta có hợp thành một được hay không? Đúng rồi, gia đình chúng ta sẽ giúp các cậu giữ chân nó. Nhưng trong khoảng thời gian đó, các cậu phải tập trung năng lượng cho tinh thần để tập hợp bảo bối. Cảm ơn bảo bối. Bảo bối. Giáp côn siêu phạm. Vị ship côn thi bí hiện quá. Bảo bình côn vô cực. Đồng hồ côn dạng năng. Hãy cho ta sức mạnh hợp nhất. Nhà ngươi đang tìm thứ này đúng không? Đừng cố gắng vô ích. Mau đầu hàng đi. Đừng hòng. Ta không đầu hàng đâu. Thank you.
đây là kỳ thương của sư phụ. Cây thương còn đây, nhưng sư phụ của chúng ta thì... Con nhớ sư phụ. Sư phụ. Các tộc trưởng à, xin các tộc trưởng bớt đau buồn. Chúng tôi có chuyện muốn nói. Trong lúc sư phụ bị phát nổ cùng với quái vật thì cây thương này đã giữ lại được một tia thần thức của sư phụ. Vậy chúng tôi đã đem cây thương này về, sau đó đã nhập thần thức trong cây thương này vào một mầm cây. Tình hình lúc đó chúng tôi không tiện nói ra. Và bây giờ chúng tôi xin phép giao lại cho bốn tộc trưởng. Sư phụ. Sư phụ. Bốn vị hãy đem mầm cây này lên đỉnh núi Kun để trồng và chăm sóc. Đó là nơi tốt nhất để hấp thụ tinh hoa của ánh sáng, không khí và nước đầu nguồn. Khi hấp thụ đủ tinh hoa đất trời, thì trăm năm sau, sư phụ sẽ hồi sinh trở lại. Với điều kiện môi trường phải được giữ gìn trong lành, người dân của Dương quốc phải sống hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười.